chào anh em. Chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Thi Tai Soccer. Anh em đã biết tin gì chưa? Eden Hazard sắp về với Real Madrid rồi. Nhưng mà tin đó có thật hay không thì mình không chắc nha. Nhưng tại câu lạc bộ Leumin FC mình cũng có một Hazard. Đó là Kiên Hazard. Hi, chào tất cả các bạn, mình là Đỗ Trung Kiên. Hiện mình đang làm việc và thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Futsal Leumin. Khi trong giải đấu thì mình thường thường vị trí của mình là đá ala. Dạ, vị trí ala là một vị trí cần rất nhiều tốc độ và sút rất là tốt. Thì hôm nay chúng ta sẽ thử thách Đỗ Trung Kiên sút thật là nhiều nha. Và thử thách đầu tiên hiện tại là sút chính xác nha anh em. 3, 2, 1, chơi. Rồi, ở thử thách đầu tiên này chúng ta sẽ có đằng kia có hai quả bóng đặt ở dưới hai góc và hai bất cơ treo phía trên, đều là những cái góc rất là lớn, trong những cái góc gọi là góc khó sút nhất trong cái bóng đá. Thì mình đây mình có bóng đây, sút chúng bốn góc đó là mình hoàn thành thử thách. Ok, cảm thấy dễ không? Mình sẽ cố gắng. Rồi, trái đầu tiên nha, đã góc sệt phía bên kia. Ok. Hay quá, tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, trái thứ hai, trái thứ hai, trái thứ hai. Wow. Yeah, chính xác ngay trái banh thứ hai. Yeah. Ngay góc da, ngay góc da, hay quá. Hay quá, Kiên Đu ơi. Ba trái ngay ba góc rồi. Còn một trái nữa. Góc da phía bên trái đây. Ok, sẵn sàng nha Kiên ha. 3 2 1 chơi. Wow! Hay quá. Anh em thấy Kiên Đù hay không? Nickname là Kiên Đù nha. Và có tên mới là Kiên Aza. Nếu anh em thấy Kiên Aza hay thì like đi nha. Ok. Và thử thách tiếp theo chúng ta có ba quả bóng ở đây. Đó, và ba cái marker. Chúng ta sẽ làm ba kỹ thuật để qua ba marker này và ghi bàn vào khung thành. Và sút thật mạnh, ghi bàn. Chỉ cần sút hỏng một trong ba quả thì chúng ta mất mạng đó, làm lại từ đầu. Ba quả phải vào các qua. Và yêu cầu động tác ở đây, động tác ở đây là step over inside, lắc và sút. Ok, động tác ở giữa là động tác ở giữa đây chúng ta sẽ là step over outside, lắc và sút. Và động tác ở đây chúng ta sẽ là reverse AK sút. Ok, sẵn sàng chưa Kiên? Ok, good luck, good luck. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. 3, 2, 1, chơi, step over. Ok. Wow, một quả rồi, một quả rồi. Còn đây là step over outside. Chân trái, chân phải, ok. Wow, hai quả rồi. Còn đây là reverse elliptical. Ok. Yeah. Cuối cùng đang hoàn thành ba kỹ thuật và sút vào quả quả. Hay quá Kiên ơi, hay quá Kiên ơi, tuyệt vời. Yeah. Tiếp theo đây không phải là thử thách dành cho Kiên Hazard mà là để cho Kiên Hazard thể hiện kỹ năng sút volley của mình. Đó, đây mình có bốn trái banh. Đó, mình sẽ hất bốn trái banh cho bạn. Bạn sút volley vào khung thành bên kia. Phải căng nhất có thể nha. Ok, sẵn sàng nha. Ok. Ok, quả đầu tiên nha. Khoảng cách đây là khoảng 20m nha anh em. Rồi, vô nào Hazard. Wow! Ồ. Oh. Quá căng, quá căng. Rồi, quả thứ hai nha. Wow. Yeah. Kinh, kinh, kinh. Phải qua. Bắt, bắt. Wow, một sự kết hợp tuyệt vời. Yeah. Anh em thấy hay thì like cho Kiên nha. Quả cuối cùng. Rebulit and Bully. Sẵn sàng nha, sẵn sàng nha. Đúng rồi, bạn ạ.
bây giờ là game ghi bàn từ sau khung thành đó. Khung thành đằng kia kìa đó, lát nữa bạn đứng dưới đó mình truyền banh cho bạn, bạn đá ba trái banh liên tục xoáy ngược vào khung thành này kia dưới kia đó, xoáy ngược vào, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, xuống đó nha. Ok, mình sẽ truyền cho bạn này. Ok, và đây là thử thách cuối cùng. Cũng không phải là thử thách gì đâu, chỉ là để cho Kiên Haza thể hiện kỹ năng sút xoáy của mình. Đó, một khung thành đây chẳng đi trước. Chúng ta sẽ sút từ vị trí này chắc là 30m, xoáy vào cầu môn và cầu môn phía sau. Ok, sẵn sàng nhé. Sẵn sàng. Rồi, sút thật nhiều vào, thật nhiều vào. Cống vào, cống vào, thật là cống vào nha. Ok, sẵn sàng nha. Rồi, chơi. Wow, yeah, ngay cột dọc, dội vào đường cong rất là hoàn hảo anh em ơi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Wow, quá hay, quá hay. Trời ơi, cong veo, cong veo. Wow, ba quả vào, ba quả luôn. Wow. 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 Quá đẹp, quá đẹp. Chà. Ngay góc cha, ngay góc cha. Quá dữ, quá dữ. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Hay quá Hà Gia ơi, hay quá Hà Gia ơi. Anh em thấy Kiên Hà Gia sút có hay không? Nếu hay thì like cho Kiên Hà Gia nha. Và đừng quên subscribe channel YouTube của Thiên Tai Soccer. Sẽ còn rất là nhiều anh em của Lê Minh FC sẽ tham gia vào video clip này. Ok, mình là Phạm Trọng Thi và đây là Đỗ Trung Kiên. Xin chào, hẹn gặp lại.